Sáng nay 17 tháng 5, đoàn công tác số 2 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển đội ngũ giáo viên tại huyện Châu Thành. Đơn vị đầu tiên được khảo sát trên địa bàn huyện là trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, đóng trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Đây là một trong những trường trung học phổ thông có số lượng học sinh lớn nhất trong toàn tỉnh, với 1.833 em học sinh. Năm học 2022-2023, nhà trường có tất cả 114 cán bộ giáo viên. Theo đánh giá của nhà trường, số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên so với quy định là đảm bảo thực hiện chương trình, không thiếu giáo viên. Thậm chí, trường Trung học Phổ thông Châu Thành còn thừa 2 giáo viên các bộ môn, tin học và sinh học. Trước đó, nhiều năm qua, trường đều trong tình trạng thiếu giáo viên. Tuy nhiên, khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên không có nghĩa là công tác giảng dạy của nhà trường không còn gặp khó khăn. Hàng năm, luôn có giáo viên giỏi chuyên môn xin thuyên chuyển về các khu vực thuận lợi như thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ của nhà trường. Nhà trường đề nghị có chính sách thu hút, giữ chân các giáo viên giỏi cho huyện và nhất là các trường khu vực khó khăn. Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quan tâm làm rõ một số nguyên nhân của các khó khăn hiện nay của nhà trường, đồng thời đã ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của nhà trường.